Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt mẫu đầm này nhé. Đây là một mẫu đầm dạng cúp ngực. Chúng ta sẽ có một cái lớp ở bên ngoài là theo dạng là cổ đồ. Chưa? Phía bên dưới là bút chì. Đó. Cúp ngực 2 giây nhé. Đầu tiên thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Chúng ta có thể sử dụng là đầm Lee-Ben hoặc là Levi. Các bạn muốn tìm hiểu về phương pháp Levi thì có thể đăng ký các lớp online của mình nha. Hoặc là các bạn muốn mua dập thiết kế theo phương pháp Levi thì các bạn có thể đăng ký cái combo dập của mình gồm có sơ mi, đầm, vest, móng tô, mức phí là 200.000. Các bạn nào mua thì có thể nhắn tin hoặc là gọi điện cho mình qua cái số điện thoại mình đang nhìn đây nhá. Ở đây chúng ta sẽ có phần thân. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình cái thân trước hai nửa nhé, được. Thân trước này và một nửa bên trên nữa. Đầu tiên thì các bạn sẽ cắt ngang cái đường hạ eo này ra cho mình. Cắt vào đây. Thì thân sau các bạn sẽ cắt cho mình tương tự là chúng ta cắt rời đường hạ eo này ra. Phần ly của thân sau thì các bạn sẽ chiết vào cho mình nhé. Thân trước này, thân trước theo mẫu này nó sẽ không có ly. Trước này theo mẫu không có ly. Thì các bạn sẽ giảm đi cho mình. Chúng ta đo từ sườn vào đây bằng những cái đoạn ly này. Thì các bạn sẽ giảm đi. Ta sẽ cắt. Được chưa? Đây xong thân trước, như này sẽ không còn ly nữa nhá. Thân sau thì các bạn sẽ chiết cái ly này vào cho mình là được. Chúng ta sẽ bỏ qua phần thân phía dưới sang một bên. Để thân trước này. Thân trước thì các bạn sẽ lấy từ hạ nách xuống đây cho mình 6 phân. Bấm cho mình một đường vào đầu ly thân. Sau đó thì chúng ta sẽ bấm một cạnh của ly vai ra. Các bạn đóng vào cho mình này. Đối với cái vai này nhá, bạn thấy là nó nhỏ và nó xa cái đầu vai. Chúng ta sẽ giảm cái đầu vai ở trên dập này vào cho mình là 3 phân. Bạn sẽ nối cho mình một đường. Chúng ta vẽ lại vòng nách nha. Đó. Được chưa? Tiếp theo các bạn sẽ lấy từ cái đường giảm này, lấy vào đây cho mình độ rộng cái bản vai tầm 2 phân rưỡi. Đó. Tiếp chúng ta sẽ lấy xuống cái phần sâu cổ ở đây, các bạn sẽ lấy ngang bằng với hạ ngực cho mình. Giờ chúng ta lấy ngang bằng vào đây, các bạn sẽ bắt đầu vẽ. Chúng ta sẽ vẽ cái này. Được chưa? Ngay trên cái đoạn cong này nhá, thì các bạn sẽ làm cho mình cái ly nhỏ 5 ly vào đây. Được chưa? Để nó ôm được cái phần ngực của chúng ta hơn. Ở đây sẽ có một đường bổ mảnh nhé. Được chưa?
đường bộ mảnh nách vào đây. Họ sẽ chia đôi cho mình cái đường vòng nách mới ở đây này. Ta sẽ nối. Được chưa? Bây giờ thì các bạn sẽ cắt này. Chúng ta cắt theo đường giảm đầu vai trước. Bạn sẽ bấm cái ly này ra cho mình. Rồi chúng ta đóng nó vào. Bạn đóng vào này. Đóng xong thì chúng ta sẽ vẽ lại cái phần hàm cổ này. Đến thì các bạn sẽ lọc bỏ phần ly và cắt theo đường bổ mảnh nách. Chỗ này chúng ta sẽ lại dán vào. Được chưa? Các bạn bấm mở cái đường này ra để chúng ta xử lý được cái phần vai nó dễ hơn thôi. Sau khi các bạn xử lý xong thì chúng ta lại dán cái này vào. Chưa? Khi các bạn cắt thì chúng ta sẽ tỉa luôn cái đầu ngược về cho nó tròn lên một chút. Ok chưa nhỉ? Đó. Đối với phần thân sau. Thân sau này, các bạn sẽ đặt cho mình hai phần sườn bằng nhau thôi. Được chưa? Chúng ta sẽ cắt cái đường thân sau này, cắt xuống một chút. Hơi chéo xuống cho mình một chút nhá. Đó. Sau đó thì các bạn sẽ cắt bỏ phần này đi. Các bạn lọc bỏ ly luôn nhá. Được chưa? Phần này thì thân sau nó sẽ có một cái phần dây nối tiếp với cả cái vai của thân trước nhá. Được chưa? Thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái dây dài. Chúng ta sẽ đo từ đây, đo lên này. Dài 21 phân. Thì các bạn sẽ cắt cho mình một cái dây rộng 2 phân rưỡi và dài 21 phân. Được chưa? Để chúng ta may kẹp với cả cái phần này. Ví dụ nhé. Rộng 2 phân rưỡi. Này sẽ may với cả thân trước. Cho các bạn sẽ may với cả thân sau. Chúng ta sẽ may hơi chách ra ngoài một chút nhá. Đường may vào đường bổ mảnh này. Đó. Được chưa? Đây là thân trước. Đây là thân sau. Phần dây của thân sau. Tiếp đến bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý đến cái phần đồ này. Thì các bạn sẽ đặt cái phần thân trước lên đây. Được chưa? Vẽ lại cho mình cái đường vòng nách. Từ đây các bạn sẽ lấy ngược lên cho mình tổng 5 phân. 5 đến 6 phân đi. Sáu phần nhá. Rồi các bạn sẽ cắt bỏ thằng này ra. Bây giờ này, chúng ta sẽ bấm một đường từ mép đôi này, bấm vào đầu ly thân. Rồi các bạn sẽ đóng cái
Levi thì vào cho mình. Tiếp đến này, nối cho mình từ đầu ly thân đến ly eo, quả nối thẳng luôn nha. Quả đóng này vào cho mình. Chưa? Sau đó này, bây giờ các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy khác. Ta sẽ đặt lên mép đôi. Các bạn sẽ đặt này lên. Được chưa? Đặt mép này trùng với mép đôi. Đó. Đây được chưa? Bạn đo này. Phần này thẳng ra đây. Chưa? Sau đó này, bây giờ chúng ta sẽ hơi tách cái phần này ra. Giữ nguyên cho mình cái đoạn hạ eo nhá. Và chúng ta mở phần này ra. Đó. Mở ra cho mình khoảng phần rưỡi đến 2 phân thôi. Kể lại cho mình cái đoạn này. Từ phần nách đấy nhỉ, đây là phần đường nách này. Còn này lên cho mình tầm khoảng 1 phân. Dựng cho mình một đường vuông góc vào đây. Chúng ta sang dấu lại đường vòng nách, đường sườn, đường eo. Được chưa? Các bạn bỏ phần thân này ra. Đoạn này này, chúng ta sẽ gập. Gập vào. Để chúng ta làm được cái đáp liền luôn. Đoạn cắt này đi rồi. Chúng ta sẽ cắt qua cái hạ nách này cho mình một chút này. Giờ đây là phần đáp nha. Đó. Khi mà các bạn may vào đây, đấy nha. Lúc mà chúng ta may với cả phần thân, phần thân này thì đây là mép đôi rồi này. Chúng ta may giáp bổ mảnh lại với nhau, được chưa? Sau đó có một cái đáp, và cắt thêm một cái đáp lật vào bên trong. Đó. Cái phần cổ đổ bên ngoài, bạn gấp này xuống này. Ở đây thì các bạn bắt sổ đi nhé. Đây, chúng ta sẽ gấp này vào. Các bạn ghim cho mình hai phần sườn này, phần nách này lại với nhau, chưa? Ghim sườn và nách lại với nhau này. Sau khi các bạn ghim xong rồi, chúng ta may với cả cái đường eo này nữa. Cái này sẽ tự đổ xuống, nha. Tự đổ xuống này. Được chưa? Ở trên giấy nó hơi cứng nhé, các bạn sẽ làm trên vải nó sẽ mềm hơn và các bạn sẽ thấy nó đổ xuống hơn. Được chưa? Ghim hai bên nách như nhau. Đó. Cái phần này các bạn sẽ may một cái đáp nữa, đáp vào phần nách lật vào nhé. Ok chưa nhỉ? Đó. Như vậy là mình đã hướng dẫn xong các bạn cái cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.